Ok, hello chào các bạn, mời lên tại sân bay Tân Mai Dương. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Rồi thì hiện tại là anh Thạch và em Danny là đang ở ngoài bản làng, bốn bản làng ngoài chỗ nông trại các bạn. Rồi tí đi vào trong trong trang trại ba bản làng. Thì bây giờ mình tranh thủ chạy qua đây ở chỗ là bản làng Mai La. Thì ngày hôm nay là sẽ lên đến đấy là nhờ bác trưởng bản là chở đi qua bên nhà bác Bồ Đào Nha đấy các bạn. Đấy bác hôm kia em trai, hôm qua em trai của bác ấy cũng có nói mình là có chuyện muốn nói với mình. Đấy, anh em mình cũng nhờ cùng các bác đến là gửi lời cảm ơn. Thì bây giờ là cũng hồi sáng thì mình cũng đã đi đặt cái đèn năng lượng mặt trời đấy các bạn. Đấy phải đặt, phải hẹn hò lúc nào có thì họ gọi cho mình chứ không có sẵn để mua đấy các bạn. Đấy cho nên là đến đây hôm nay thì chỉ mua được ít cà phê thôi. Và cái thứ thích cà phê thì anh em mình cũng hôm kia cũng mua mấy hộp đây. Hôm nay lên là mua thêm 2 hộp để làm cái món quà gửi lời cảm ơn bác, thì hôm sau sẽ mua thêm mấy cái lăng đèn năng lượng mặt trời nữa đây để lắp cho nhà bác rồi cả thứ đấy các bạn. Dạ sao bà? Si. Hoje para chegar aqui para quero mandar seu papá vamos junto para vai do casa do Portugal para obrigado do cama. Tá bem. É hoje, né? Sim. É, não, tá bem. Não, vamos chegar lá. Aí? É, vamos chegar lá. Não, eu também vou ir lá. Vamos agradecer as camas que ele nos deu aqui na fazenda. Já. Mas só que deixa eu ver tu fico. Tony, tenho muito preocupação aqui na fazenda. Hoje à tarde, vou comprar aqueles boi. Qual é o boi? O boi daquele dinheiro que você me deram, que você me deram, daqueles que foram entregar aos filhos. Filhos, sim, para o futuro das crianças. Até à tarde, o que vende boi, combinamos para vir à tarde. Depois vou entregar o dinheiro, vou receber os bois, dois bois. Para criação, para o futuro das crianças. Depois meteu onde? Depois vou guardar mesmo aqui na fazenda. Ah, é? Sim, aqui na fazenda, para mesmo o futuro das crianças. Para juntar o povo em Saruara aqui, quando a chuva cair. Não, para estudar o nosso trabalho. Ok, você pensa assim, tá bom. Bác bảo là bây giờ đi qua khoảng tầm một tí thì được. Tí nữa bác bận các bạn. Bác bận là bác đã, hôm như hôm nay bác đã nói với mình là có anh chủ bán bò là đã hẹn với bác là chiều nay thì để bác là mua 2 con bò là tích từ cái số tiền mà hôm kia của nhà hảo tâm người Việt Nam gửi tặng tới các con bác các cháu đó các bạn, thì bác bảo là muốn mua 2 con bò để nuôi và để mà gây dựng cái tương lai cho các cháu sau này, và cũng nói mình là bỏ chỗ nông trại đấy là sẽ nuôi ở đây luôn cùng với 2 con bò hôm kia là của nhà hảo tâm người Việt Nam mua hỗ trợ cho người dân bản đó các bạn. Và 2 con bò đấy thì với 2 con bò của bác thì sẽ hỗ trợ người dân là cày các thứ đó ở chỗ chỗ trang trại này các bạn. Mình cũng rất là vui khi cái suy nghĩ của bác rất là ok. Đấy, mua bò về đây là gây dựng cái tương lai cho các cháu sau này. Đấy là để chăn nuôi lấy ngắn nuôi dài đấy các bạn, thế là cũng được chứ để tiền bao nhiêu nó cũng hết cả thôi. Asita bom. Dinhe do comra cria de boca comra mais pouco de cabrito. Bodo guarda la junto. Quando o cliente sabe se vende. Guarda dinheiro. De boca botou. Não é pena. Não, mas por acaso consegui, combinei para vou comprar dois bois, mas os cabritos também vou aumentar, mas para mesmo o futuro das crianças, ia juntar aqui os bois para juntar aqui trabalhar com o povo aqui na fazenda. Tá bom. Assim você pensa muito bom. Sim, tá bom. Sim, sempre continua assim. Sim, tá bem, se dinheiro. Tipo, a benção tem dinheiro, compra a comida, cuia, come, depois acaba. Acaba mesmo. Futuro nunca se crescer mais. Sim, sim. Acabou tudo. É melhor meter só no bolso, nem assim, num dia vai encontrar uma coisa, você vai tirar e vai encastar. Depois vai acabar. É melhor pôr no, pelo menos, numa cria do animal. É o seu futuro. Ok, sim, tá sim. Bom. Aí, bạn, thì, bây giờ là anh em mình sẽ tranh thủ đi qua để tí cho bác đi về. Đây là để mà cho bác đi mua bò các thứ đấy các bạn. Nếu mà tiền thì anh em mình sẽ quay luôn cho mọi người xem. Dạ, anh tao mới lôi. Tá bem. Agora então. Tá bem. Cho bác đi ăn đây xuống đấy. Sim, sim. Anda leva do nosso vamos lá, depois volta. Sim, sim. Depois volta aí. Tá bem. Tá bem. Yeah. Aí, tí nữa vì là em mua cái vé thì hiện tại đang ở bên chỗ nhà thơ. Nếu mà em mua cái vé mà hồi sáng mình cũng liền đấy, nếu mà ở bên này xong thì chạy qua bên nhà bác chủ vườn đất luôn. Nếu mà em ở bên đấy thì tí nữa để cho bác xong việc bên này xong để cho bác đi về trước, thì tí nữa anh em mình sẽ đi xe máy của em mua cái vé về cho bạn. Dạ, anh tao sẽ đi ra sông bạn. Tá bem. Bây giờ là sẽ hai bác cháu em cameraman là sẽ đi nha bạn.
Senta aqui, tá bom, né? Sim, tá bom. Depois vamos, já tá... depois vamos capturar, o centro tá em casa. Ah. É, a cadeira, depois vamos pôr aqui. Sim. Suy nghĩ của bạn rất là ok và anh em mình cũng rất là vui. Vì thậm chí là các nhà hảo tâm cũng rất là vui khi số tiền đấy là tiền đẻ ra tiền. Đúng tiền rồi. Thì trao cho bạn rồi thì bạn muốn dùng những cái gì thì bạn dùng cho các bạn. Nhưng mà đúng với cái mục đích thì nó là tiền đẻ ra tiền thì nó sẽ có cái tương lai tốt đẹp hơn. Dạ vâng một giờ. Show view. Lá do Taki que tá já terminando tudo, né? Yeah, lá já terminou. Ah, é mungue vai lá tudo. Ok, nós vamos para mim mungue. É mungue vai lá tudo sáng, já lá ở bên bên lá trái xứ các bạn để tập kết vật liệu cho xong xuôi. Já sou ba, agora vamos entrar do do caja do mavel já. Chega aqui, tá muito calor já. Chega aqui, depois tem que voltar do dormir aqui. Đến đây là buồn ngủ các bạn. Đến đây là rất buồn ngủ. Rồi anh em mình đến xe thì cũng đã có rồi. Đây các bạn. Mì tôm hảo hảo. Massa Việt Nam ấy ta. Ai vậy? Xem đây anh cũng nói chung là Adam Osu. Vâng. Thì hôm kia mình định mua tiếp thì gửi tặng cho bác chủ đất một thùng này anh chủ anh em trai bác ấy là một thùng cho bạn anh Ivan đu đấy nhưng mà hết rồi không có được phải chờ khoảng tầm cỡ về tháng nữa thì mới có mấy tốn qua. Tại mấy tốn này là chắc không hết hàng. Hôm kia anh em mình nhìn thấy đến con hàng này các bạn này. Nhưng mà nghe cái mùi kiểu mùi dâu đó các bạn nhưng mà không sao. Dư ở bên này có mấy tốn ăn là đã lắm rồi chứ không phải được. Cái con này cà phê. Ở trước mắt thì anh em mình đến thì gửi tặng cho bạn một ít cà phê thì thôi, còn ít hôm nữa thì anh em mình sẽ mua những cái món quà đó là cần thiết nhất. Ví dụ như thế một chiếc điện thoại hoặc là vậy là cái đèn năng lượng mặt trời để là bắt cho nhà bạn cho sáng. Cái xin cà phê của Việt Nam mình ta vào đây của bạn. Ừ, bạn đang lao đây con đây. Ừ, Mà bé lâu. Ừ, bà. Manuel. Ông bé. Mà bé lâu. Ừ, để đến cắt cây, có mẹ bỏ ta đi. Bỏ chân. Come, come, okay. Yeah, tudo bem. Boa tarde. Come, como aqui? Come, tudo bem. Tá bem, Nuka? Já, tô indo cá. Da Canoa? Da Canoa. Ok. Então, tudo bem? Já. Tô aqui a fazer aqui, endireitar essa sombra. Ok, tá endireita? É verdade. Ok. Então, como é? Tudo bem? Mais ou menos. Tá bem. Tudo bem? Tá bom. Sim, vamos, sim. Vamos sentar um pouco. Ah, ok. Já tá bem. Vamos sentar. Vamos, né, galera? Bà hôm nay đang cắt kia cái hoa giấy này. Đến đây một năm vọng là buồn ngủ làm lấy cà phê đúng là cà... Ông sentar, sente. Ok, sente. Sì, sì, muito obrigado, sente. Sì. Sì, sì, ora. Ok, sao bà sentar aqui já. Nossa. Vào đến đây là đúng là buồn ngủ, cứ vào đấy là dịu mắt đấy các bạn. Como é a saúde do Mavelo? A saúde está mais ou menos, está boa. Ok. Graças a Deus. É só calor. É muito quente agora. É, pô. Muito calor. Quando o vento, tipo fogo. É verdade. Quando pode estar na sombra, mas o vento quando vem, vem com calor. Sim, sim. Legal. Muito calor. Càng gió, mas giống như o gió lao đó, bạn. Cực kỳ nóng luôn, càng gió nó các hạt vào mặt, phả vào mặt, cực kỳ rát luôn. Dạ, esse hoje está de aranjar isso aí? Sim, estou a endireitar isto aqui. Então, como vou ter aqui uma festa? Qual a festa? Tenho uma festa, tenho um aniversário da minha mãe. Ah, yeah. Aniversário do mãe? Sim, sim. Quantos anos? É, 86. 86? 86. Depois, quando? É, dia 26 de novembro. 27 de novembro. Sim, sim, ah, sim, sim. Tá bom. Nói là hoàn bạc đang sửa sang cái này, chuẩn bị là 26 tháng 11 này là sinh nhật tuổi thứ 86 của mẹ của bác các bạn ở đến thành phố để về đây làm. Vì ở đây là có cái chỗ này là đẹp, thoáng mát giống như cái chỗ để cắm trại đấy. Giống như lần trước bác cũng có nói mình ấy. Tipo aqui, tipo vai visitar muito, né? Muito, vamos festejar, vou convidar muita gente. Vocês também são convidados, vão ter que estar aqui também. Ah, é? Meu? Sim, todos, Soba, aqui o Chef Tony. Família toda tem que estar aqui. Ah, é? Vou vir. Como não vi? Eu não quero a vossa presença aqui também. Já, tá bem, não tem problema. Quando chegar nessa altura, então vou vos convidar, vocês também vão participar. Ah, tá bem, muito obrigado. Sim, sim. Ok, ok. Aí, bác bảo là hôm sau đến là phải các cháu phải đến dự sinh nhật của mẹ bác. Phải đến, phải có mặt. Hey. Já, do mais velho? Sim, sim. Hoje nós chegamos aqui para visitar da tua casa. Sim, sim, sim. Para... E sim... Uma coisa, aquele do cama lá, do Ivan, do traje de ontem. Eu que mandei o Ivan. Sim. É assim. Quando levamos a fuba. Ah, sim. Para lá, metemos lá no sítio. Sim. Então eu estive a ver aquilo. Não tem nem uma cama.
Não tinha coisa. Então eu pensei, eu falei com o Ivânio, porque o Ivânio sabe soldar, sabe fazer camas. Assim. E então eu pensei e orientei o Ivânio para ir comprar ferro, porque ele é mestre, faz cama, e então mandei fazer duas camas. Duas camas, então, para o Ivânio vos entregar as camas. Eu não fui lá, então mandei o Ivânio. Yeah. Assinaram, meu velho. Não, quando, não. Você não fala, eu não sei, eu sei, gasto ver cama, é isso aí? Sim, sim, sim. Foi é da minha parte. Aquilo não é nada. Não, não é nada, dinheiro. Não, é dinheiro, mas aquilo que vocês têm feito para nós, é mais. Aquilo que vocês, Vietnã, com o representante do chefe Tony, então é muito. É muito. Isso pronto. Eu podia, não tenho muitas condições, podia oferecer mais. Mas pronto, o pouco que eu posso fazer, eu vou fazer. Você fazer isso, o dinheiro do vender terreno vai acabar já? Não, não, não vai acabar. Tem que, pronto, também tem que reconhecer aquele que nos ajuda, como vocês, o grupo vietnamita está nos ajudar. Tá vendo, seu pai? Ele fazia uma coisa muito boa mesmo já. Vale a pena, está fazendo muitas coisas. Então eu peguei no Ivânio, o Ivânio fez, eu disse, bem, leva. Eu não fui lá, mas Ivânio, ele foi, entregou. Já entregou, né? Duas camas só para estar aí. Sim, entregou sim. Duas camas, duas ele camas. Falou mesmo. Não tem colchão. Eu, não, assim não? Não tem colchão. Mas sim, o Ivânio falou mesmo que é humano. Sim, o Portugal que nos sim. orientou a fazer isso. Sim, agora sim. trouxe e entregou. Eu mesmo, a minha princesa sim, e a princesa sim, do chefe Tony. Tá bem. Vimos. Tá bem. Yeah, mas agora ali, é por isso que também nós, quem nos trouxe também, dar um agradecimento. Não, eu também, quando o chefe de Givó, não, eu não vou ficar. Embora que não vamos demorar aqui, mas vou dar um agradecimento do mais velho, sempre que não querem nos deixar, sempre que não querem deixar a fazenda do povo da Mayala. Sim. Eu não quero perder essa relação com o chefe Tony, porque eu sei, eu tenho consciência daquilo que eles têm ajudado. Através do Vietnã. Ele é vietnamita, ele é o representante do Vietnã aqui. Sim. E ele está nos ajudando muito. Aquilo que eu posso fazer, posso. Sim. E quero, vou continuar a colaborar com ele. Já hoje o nosso velho aqui, para não tem como falar mais. Sim, sim. Tipo, já, você tipo, já do segundo a minha pai. Sim, 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 sim. Agora vocês são pais, são minha filha já. Sim. Não tem como de falar já. Sim. Uma coisa você faz, você só fica olhando, depois você faz. Ninguém sim, sabe. Sim, sim. Ninguém sabe. É, mas é assim mesmo. É assim. Pronto, eu quis fazer uma surpresa. Ou não é assim? Sim. Eu vi, pronto. Aquilo que eu não dou de má vontade. É pouco, mas eu dou de boa vontade, porque do fundo do coração, eu dou do fundo do coração. Estou a dar. Não é para pagar alguma coisa, não, 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 não. Eu estou a dar olhando aquilo que eles têm feito por mim. Bác một người thực sự là quá tốt nha bạn. Thôi hôm nay thì đến là gửi lời cảm ơn thôi, đây là gửi bác cà phê nữa thì những món quà khác thì anh em mình sẽ đến là gửi cái video sau nha bạn. Để hôm nay là cuối tuần cho nên là cũng sắp xếp thời gian là đến cho sớm một tí không sợ bác đi đâu nữa các bạn. Và hôm kia anh Vi Văn Đùng nói mình là bác cũng có cái chuyện gì muốn nói mình ấy thì tí nữa mình sẽ hỏi sau. Já, esse eu tenho um pouco de café, porque você... É isso. A ver, o problema está aí. Problema está aqui. Sim. Já, isso conta, isso custa dinheiro. Sim. Tipo, você compra ferro, só? Está bem, não, isso ferro não é nada, isso custa muito dinheiro. Também tem que ver, tem que ter consciência. Ai, bác bảo lá, daí, nhìn daí, aí. Đến giống như trả ơn đấy các bạn. Muito obrigado. Já, esse para ti, já. Tá bem, muito obrigado. Sim, sim. Muito obrigadinho. Obrigado do nosso. Obrigado, parabéns do bolso do Mavelo de Saúde, já. Tá bem, muito obrigado. Obrigadinho, obrigado. Estou muito agradecido. Já. Ok. Já, esse aí... Esse, como? Eu, daqui para frente, depois eu quero fazer um pedido. Como? Eu quero fazer um pedido ao chefe Tony. Qual é o pedido? Ah, bác bảo lá... Muốn mình giúp một cái. Quero fazer um pedido a ver se dá ou não dá, né? Sim. Portanto, eu quero ter uma relação com vocês. Quero acompanhar sempre vocês. Quando eu puder, quero estar convosco. Anda trabalhar
Com o Sul? Sim, com vocês. Você não vai aguentar, mas velho? Não, eu ainda tenho. Ainda tenho quatro forças. Ah, não trabalhou com o nosso? Sim. Não. É verdade. Quando eu puder, se você me dizer que sim, eu vou ainda aparecer sempre acompanhar o vosso trabalho, para andar a ver, a ver o vosso trabalho. Pronto. Quando eu puder, consoante a minha saúde, muito bem. Eu vou estar sempre ao vosso lado, acompanhar. E queremos eu quero estar ligado a vocês. Đấy ông anh, bác bảo là cho bác đi làm được không? Không phải đi làm, đi với anh em mình, để đồng hành cùng với anh em mình. Você sou de não tem, vai andar e tirar do nosso ano do fazenda, tá muito ok. Não, mas eu quando eu puder, posso, digo, vamos. Quando eu não puder, não posso, né? Mas eu quero estar sempre ao vosso lado. Quero estar bác bảo lado. Là bác có sức khỏe thì bác sẽ đi. Đấy, con bác cũng có sức khỏe thì bác sẽ ở nhà. Thôi giờ mình cũng biết nói sao đâu các bạn. Quero estar sempre ao vosso lado, quero acompanhar para ter alguma experiência do vosso lado. Uma experiência do vosso lado. Eu fico contente. Não, pra mim... do nosso tá andando muito do sol. Não, do fazenda. Não tem esses fazendas, depois temos chuva, depois você já muito ano do pé. Não. Assim, só nosso quando o Brasil você, tipo, pode andar e o nosso vai buscar. Assim. Não, mas também quero estar ao lado mesmo. Quando eu puder, vou ter como. Se dizer dá ou não dá. Se o chefe Tony dizer não dá, tá bem. Mas eu quero estar ao vosso lado. Bác bảo là hỏi, cũng phải giải thích nhiều, có được hay không? Quero estar sempre ao vosso lado, quero acompanhar a vossa experiência. Sim, mas o que eu vi, mais velho, o trabalho que está fazendo o chefe Tony é muito trabalho. O mais velho, é muito, tem muitos anos, já a idade abaixa já não vai conseguir. Tenho 64 anos. Vai conseguir mesmo, companheiro? Mas vou conseguir. Quando não puder, eu digo mesmo, não posso. Mas quando eu puder, quero estar ao lado deles. Quero acompanhar. Bác bảo là lúc nào bác đi được thì bác nói bác đi được. Lúc nào bác có sức khỏe không đảm bảo, bác sẽ ở nhà. Đấy, bác văn hỏi anh có được, chỉ cần trả lời là được hay không thôi các bạn. É verdade. E eu vou ficar contente. Vou ficar alegre. Se dizer que dá, eu fico contente. E dizer não, não pode, eu vou ficar triste. Bác bảo nếu mà đồng ý là bác vui mừng, còn mình mà nói không là bác sẽ buồn. É verdade. Então assim, se depende do mais velho. Sim. Eu, para mim, não tem nada a ver. Sim. Eu sou medo do mais velho, sou. Sim. Pode andar comigo, não tem problema. Tá bem. Mas, se assim, eu vou falar assim, já? Sim. Não é todo dia para andar com o nosso. Sim, se quando uma coisa de importante nosso... thì phải xem mà đủ mà về lùi sâu. Sim, sim. Não, se depois andar muito com sol e com chuva, depois do pé, coisa aí, você já muito já não usa. Tá bem, mas eu agradeço. Quando vocês precisarem, eu fico mais contente, fico alegre. Vocês, eu quero estar ao vosso lado. Ah, é? Quero andar com o nosso mesmo. Quero mesmo acompanhar, quero estar ao vosso lado, acompanhar as vossas ideias, o vosso trabalho. Então, quero estar, para mim é uma alegria e são conhecimentos que eu vou ter. Giờ cũng không biết nói sao đâu bạn ấy, bác bảo là phải cho bác đi. Sức khỏe của bác tùy lúc nào đi được thì bác đi và không đi được thì bác nói không đi được. Đây bạn, giờ mình phải đồng ý, vì là bác bảo là nếu cháu mà đồng ý là bác vui, mà cháu không đồng ý là bác buồn. Thôi thì mình cứ đồng ý để cho bác vui, thì đi được lúc nào thì bác sẽ đi. Cùng anh em mình cũng phải là đưa vào bác vào video này nọ đó các bạn. Đấy là bác là yêu cầu như thế. Đây. Giờ là không thể từ chối được. Đấy cho nên anh em mình sẽ bảo bác lúc nào có sức khỏe thì sẽ đi. Và đi những cái lúc nào anh em mình tặng quà hay những cái gì thì anh em mình sẽ mời bác đi cho bạn. Còn những cái mà làm ở nông trại nắng nóng các thứ mưa gió đây là nhiều khi như tuổi bác là cũng là 67 tuổi rồi, cũng có tuổi rồi. Giờ như mưa gió xuống đây là hơi đất các thứ đây bạn, đây nắng nối các thứ đây là ảnh hưởng về cái vấn đề xương khớp này nọ các thứ đấy cũng rất là ấy. Cho nên anh em mình cũng sẽ phải là anh em mình đầu tiên ở đây thì anh em mình sẽ không chối được, anh em mình sẽ là đồng ý cho bác đi. Đấy, nhưng mà
một tuần có thể một buổi hoặc là hai buổi hoặc là có tuần không buổi nào. Ví dụ như sắp tới mùa mưa thì anh em mình sẽ chủ yếu đi làm nông nghiệp các thứ, thì bác sẽ ở nhà, lúc nào có thành quả thì anh em mình sẽ mời bác đến như nào đấy, hoặc là đi làm khánh thành những cái ngôi nhà gì anh em mình sẽ mời bác đi thôi, chứ không phải là ngày nào cũng đi với anh em mình đâu nha các bạn. Đấy, để nói để cho mọi người hiểu không, đây là bác là yêu cầu anh em mình đi, muốn đi với anh em mình. Tá bom. Bati de hoje eu vou aí. Vou aceitar já de uma vez para entrar. Muito obrigado. Mas não é sempre andar com o nosso. Tá bem. Porque tempo esse nosso vai fazer do fazenda. Sim, sim. Nosso vai, não vai chamar de uma vez. Só quando vai fazer visita do Aken, do sol para outro bairro aí, só. Sim, sim. Não é sempre fica do casa dormir em Milo, já? Mas eu agradeci, mas quando precisarem, me mandem, eu vou ficar contente. Me mande buscar que é para vos acompanhar, para estar sempre ao vosso lado. Por favor. Já, por tá, favor. Tá bem, vamos já, já? Tá vamos bem. Já, mas não é todo dia. Tá bem, tá mas... bem, deixa eu falar. Ele quer andar como nós somos nosso. Tá bem. Sim, o coração tem força. O coração tem força, só tem momento do corpo, porque sim, tantos anos, mas pelo menos uma semana, dois dias. Não. Eu sou medo uma coisa, porque de uma vez já fica. Velo já. Não, mas eu não tenho problema. Quando eu estiver cansado ou não puder, quando eu não puder, eu digo mesmo, não posso. Ah, tá, mas quando eu puder, tenho força, quero estar ao vosso lado. Tá bem, não tem problema. Ok. Vamos, vete. Mais uma vez. Sopa, vete. Sim, sim. Okay. Força. Força, né? É uma união. Uma união. Còn bạc là một người rất là nhiệt tình luôn, vì tuổi bạc bây giờ bạc cũng rành rồi đấy các bạn. Rất nhiều người hỏi vợ con của bạc các bạn, nhưng mà vợ con ở dưới huyện khác. Đấy, ở dưới đấy là có anh em bên nhà vợ con đấy các bạn. Cho nên là mình hôm kia mình cũng đã hỏi rồi, bạc bảo là không, bạc chỉ nói như thế để cháu biết thôi. Còn lại vấn đề là không hỏi xấu xa, cho nên là anh em mình cũng không hỏi nữa, để cho bạc đỡ đấy mọi hôm đến giờ. Như thế nào thì là bạc đã nói rồi, thì anh em mình cũng không muốn là hỏi nhiều xấu xa nữa các bạn. Để mỗi vòng đồ Việt Nam ấy ta bà nào visita đồ minh nhập Việt Nam ấy ta. Posso sim. Quero ir lá? Eu como quero encostar em vocês, pode se houver condições. Eu vou, é minha curiosidade. Quero conhecer o Vietnã. Quero conhecer a família do chefe Tony e o próprio Vietnã. Ah, tá bom. Aí, mình hỏi bác là có muốn về Việt Nam không? Bác bảo là rất là muốn. Bác rất là muốn đến thăm những người Việt Nam, những người đã hỗ trợ người dân bản làng nơi đây đấy các bạn. Não quero morrer, quero morrer. Ah. Quando eu morrer, já conheci o Vietnã. Bác bảo lúc nào mà khi đến cái tuổi này rồi, nếu mà khi nào không thể sống được nữa, nhưng mà để đặc biệt đến Việt Nam là gọi là một cái ước nguyện cuối cùng của bác. Đấy là, cho nên anh em mình cũng đang sắp xếp, vì đợt trước là anh em mình cũng nói với anh quản lý rồi. Một lần mà đưa về hai người thì cũng rất là khó khăn về nhiều cái vấn đề. Cho nên là nói chung là giữa bác và anh quản lý thì nói chung là anh em mình sẽ có cái lựa chọn sau. Đấy, nói chung là hỏi ý kiến của bác như vậy đã, còn mọi chuyện phải sắp xếp. Có thể cuối năm nay hoặc là hè năm sau chẳng hạn đấy các bạn. Đấy, vì anh em mình giờ thời điểm này cũng chưa về được. Chúng là Tết thì anh em mình cũng chưa biết là về được hay không các bạn. Đấy, cái đó thì anh em mình sẽ nói ở cái video sau. Đấy, chỉ hỏi bác muốn đồng ý, bác toàn nguyên và bảo là về Việt Nam, nếu được về Việt Nam sau này cũng mất, cũng là toàn nguyên rồi. Tá bom. Pronto, eu tenho aqui, vou fazer pouco de café para vocês. Ah, são milhões. Senta aqui beber café. Pouquinho de café, eu tenho ali coisa, vou ir aqui com o Mr. Ah, não sou bem ainda. Đúng không? Phải tira de mais ainda. Đấy, bác mời café, bảo là uống cà phê, nhưng mà hồi sáng giờ anh em mình chỉ ăn sáng thôi, từ bây giờ là cũng 2 giờ chiều đó các bạn. Để làm nhanh thì cho bác chùa trường bản là đi mua bò đó các bạn, hẹn 3 giờ thì bây giờ là 2 giờ 30 rồi, 14 giờ 30 chiều rồi. Thì sẽ là có mấy gói mì tôm đây thì sẽ phá để các bác ngồi ăn cho vui, đây là sau đủ cà phê sau. Agora comeu um pouco de massa do Vietnã ainda? Sim, mas eu como acabei de almoçar mesmo agora. Ah, é? É, agora, bem, vou só fazer a companhia, mas pode estar à vontade aqui, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho que comer. Sim, mas vou tentar comer, mas não tem problema. Ah, bác bảo là bác vừa... Eu acabei de comer mesmo agora. Bác vừa ăn xong, vừa mới đi ra làm đó các bạn. Nên tao, đấy thì có 5 hộp, anh em mình cũng đứa thế thôi, chứ không phải là tròn người đâu các bạn, đứa thế thôi. Và bên anh thầy cũng có rồi, đấy thì là... để lại cho bác một hộp, bốn anh em mình là bốn hộp cùng cả bác trưởng bản nữa đây, bác ăn lúc nào thì bác phá nha các bạn. Dạ anh ta vô xem giá của mẹ. Eu já comi, eu posso. Guarda só. Eu vou guardar que eu mais logo vou comer. À, tá bom. Yeah. Eu sou bà mung ghe về cả bà nam đấy, bốn người bốn lò đấy, bốn người bốn đồ đấy còn ăn. Và ăn trưa luôn, 2 giờ chiều, 2 giờ rưỡi chiều rồi ăn là sẽ ăn trưa. Thì hôm nay là không có xúc xích đâu, ăn mấy tôm cháy đấy các bạn.
Então, ajuda do VVA agora, né? Tá bom. Eu vou pedir uma ajuda. Não deu, que bom, admito. Já tá bom. Vou fazer com mangueira, vamos preparar água. Tá bom. Ok, bom, anh em mình vừa đã phá mì tôm xong rồi. Đấy, xin bác đun nước lên đây là vừa ăn quả xoài còn sọt ruột luôn. Đi đâu cũng có cái mùi chấm chéo này, chấm rất là ngon. Và bác được bác chủ đất của anh. Você está comendo a depois ou né? É, só depois, porque eu acabei de comer mesmo há pouco tempo. Ah, bác vừa ăn trưa xong nha bạn, rồi uống cà phê này các bạn. Tá cái cà phê né? É, café. Tí nữa anh em mình sẽ uống sau. Um cafezinho para... Ok, tá bom. Para fazer companhia só. Sim, tá bem. Exatamente. Então, bom apetite já. Obrigado, obrigado. E pronto, vamos. Epa. Bác, tí nữa mình ăn sau nha bạn, bác vừa mới ăn trưa xong. Đấy là của em cameraman này, em cameraman quay tí lại ăn luôn. Dạ sao bà cô Messi đúng mà sao đúng Việt Nam đi ta nhá. Dạ mai về lũ, em tao nói cho cô về nhá. Dạ, bom apetite. Tua ver, eu também como, mas já comi uma vez. Já. E eu gosto só porque eu acabei de comer há pouco tempo. Okay, senão tá fazia também com. Eu assim vou tomar um pouco. Ngon. Nghe mùi dầu các bạn, nhưng vẫn rất là ngon. Ok, không sao hết. Dạ, cameraman mê tê camera là bà cô mê. Để em cameraman để máy đấy, đây là ăn nha các bạn. Tá bom, na sopa? Sim, não, hoje é a primeira vez. Ah, sim, primeira vez. Sim, não, tá bonito, cuia mesmo. Ah, bacana, lá não tem mesmo. Eu nunca comi massa do Vietnã. Do Vietnã. Eu já comi, é bom. Bom, né? É bom. Depois eu vou te oferecer para você uma caixa isso. Tem sim. Vai lá, não tem vender. Tá bem. Lá tem super caminhão. Aham, tem, tá bem. Bác là tí nữa mới ăn sau, bác kêu mới ăn. Vừa mới ăn xong, nó đang cắt cổ, vừa cắt cái cây, vừa anh em mình để đấy các bạn. Tão bonito. Cameraman, hein? Como é já? Ok, hello, tchau, cameraman. Um café cuia, né, Mavelo? Muito, muito mesmo. Ai, cuia bem esse café. Bacla, tem café, né, mano? Tem café. Eu gosto muito desse café. Muito. Eu tomo muito desse café. Aí é? De manhã tomo às 6, 10 horas tomo, 16 tomo. Eu gosto muito desse café, muito bom. É verdade. Massa do Vietnã. Sim. Isso é bom. Isso é um prato grande. É um prato, sim. Isso é um prato grande. Acaba de comer, a barriga está. Está repleta. É verdade. Meu senhor. O angolano come uma, senão não vai chegar. Sim. O angolano tem 5 eixos. Aí o bên này là phải ăn khoảng một lần khoảng tầm 3-4 hôm nay thì mới đủ hoàn một hôm nay không xin gì đâu. Mà nó phải chỉ là người pessoa nó hiểu ông lên cái này là ăn nhánh thôi mọi người, ăn nhánh thôi chứ không nó gì đâu. É. Cái gì é comida do rápido? É, sim. Rápido, sou. Isso é uma comida de campanha, uma comida instantânea. Ok. Tá de viagem? Ou não é assim? Tá de viagem, tá com fome, tira, aquece um bocado d'água e põe e já está. É verdade. E começa já com... De novo a viagem. Exatamente, sim. É verdade. Bác thì uống cà phê, anh em mình đi ăn mì tôm. Bác ấy cắt tối mới ăn đấy các bạn. Massa do Việt Nam ấy ta. Yes, hôm sau thì anh em mình sẽ mua cho các bạn một thùng. Rồi là anh Ivan đâu một thùng. Bây giờ quán Việt Nam không có là bạn hết đây. Tông xua cay. Hào hào chua cay. À, hào chua cay. Cay. Tôm chua cay, mì tôm chua cay. À, mì tôm, né? Mì tôm chua cay. Mì tôm chua cay. Mì tôm. Mì tôm. E pessoal, e a gente lê tom. Mì tôm chua cay. Tôm é camarão. Tôm é camarão. Ngồi đây ăn bát mì tôm cũng sướng các bạn, mát mẻ, gió mát thật buồn ngủ rất đấy. Gió ngoài trời thì nóng. E depois já tem xindum. Pode beber, isso também bebes mesmo, chupa assim. Sim, esse cuia. É. Eu já comi isso, e o tal molinho é bom. Có chín cái về, có mua cầu để đánh đuông cũng, có gì mua cầu để lim mao không, có cầu để xong nhiều như cơ, cái và đừng bàn cái, bây giờ làm thì xoay, nó biết lúc có mấy xuống, nào, ở đây bảo gì giờ ăn nó rồi giờ mà làm tí xoay thì đúng đẳng cấp luôn, đấy, hôm nay chắc ăn vào sọt ruột các bạn, đó.
Isso tudo zindungo assim. É sali, mistura, como tem açúcar. É, tem sali, tem zindungo. Vê. Também tem açúcar? Tem. Tem açúcar? Tem um bocado só. Vê. Não, 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 não. Vê, 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 vê. Ai, 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 ai. Chua. Ai, 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 ai. Também, quando faz era, bidu. Aí, bạn, hiện tại là... Instantâneo. Aí, hiện tại là pha café uống, bạn. Instantâneo, não demora. Não demora. Do Việt Nam, ta tem café, tá vendo? Café Santa La. Sim, sim. Santa Isu. Ele tem uma... loja. Sim, sim, sim. Vende café. Isso, amara isso, 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 isso tudo aí. Tipo eu, ok. Vamos một vé aqui. Đấy, đúng đồng chất Việt Nam các bạn này, kiểu như này này. Đấy, cà phê vọng đấy. Đấy, phải kia đồ atras. Ta về đấy. Ta về đấy, đúng mai về luôn. À, ui, dễ. Assim. Assim, ta về đấy. À, mara assim. Assim, đô đô mi. Ui, dễ, ơi, cảm giác bây giờ ăn nó đây các bạn, nó cái vùng nó trông con mặt đấy. Trông cho mặt đấy. Dù cà phê chay yêu là. Sim, về, depois. Depois aqui, ta về. Toma um golinho. Ah. Yeah. Yeah, tá bom. Uau, tá trời bom. Ơi, cái này là nó bùng nó chung ra mặt các bạn. Quando repleto aqui. Yeah, então adormece. Agora vou conversar, já? Eu dormi. Yeah. Ih, các bạn. Đây này, đúng là nó ở đấy nó bình yên thật đấy, bình yên mà giản gì. Quando fica aqui? Nó tipo do cidade. Não tá barulho, não tá nada daí. Dormi, agora eu vou dormir. Sim, 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 sim. Do Việt Nam, assim, tô, tá vendo? Café Vong. Café Vong, fala. Café Vong. Café Vong. Ah, esse é Vong. É, Vong. É, café Vong. Ah, café Vong. Tipo café, senta aqui e fala café Vong. Café Vong. Dormi bem. Tem uma amiga fica do atrás, pegada em si. É melhor, hein? É, não é? É isso mesmo. É, o coração tá leve. Sim, é fica aqui, depois não tá aqui, não tá nenhuma coisa para... Não tem barulho. Você fica mesmo relaxado, até pega no sono. Dorme. Fica aqui, depois tá benção uma coisa bom. Sim, tipo, sim, sim. Uma trabalho você tá duro, né? Uhum. Fica sozinho aqui, uma café, sim. Ninguém barulho. Só o Ben tá aí, dormi um bocado depois. Quando corta, muda acabar. É, exatamente. O năm daí, nó cảm giác có một cái yến, có một cái không, không gọi là bình yến đến đến vô tần đấy các bạn. Nếu mà công việc mà cảm thấy áp lực quá thì năm đấy nghỉ, khoảng nghỉ gỡ một tiếng đồng hồ, không có ai làm phiền gì hết. Làm một ly cà phê rồi là mắc võng nằm ngủ đúng là quá tuyệt vời luôn. Đủ Việt Nam người ta tem xem là gì? Quando trabalho duro, né? Thế thì tem isso, café. Sim, café, que é para abrir a memória. Que é para abrir a memória. Café Việt Nam G7 có nhận ngon thật đấy các bạn. Tuyệt vời, phá nhanh gọn. Em cameraman có một cốc kế bến đây các bạn, một ly kế bến đây. Em xin được mua aroma, xin xin hay nhá. Sim, 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 sim. Mà xe kia chúng tôi nhé. Sim, sim. Ai bạn đang cặt cái này ở dưới này hơi bẩn các bạn, tí bạn phải dọn sau. Gì rồi. Aqui não é o café, assim, ajuda no sono, né? No, sim. Sim, no sono. No sono, na saúde também. Tipo, você trabalhar muito de à noite, toma uma café. Aqui é para relaxar. Uma cigarro. Vai ser, meu Deus. É. Refresca a memória. Sim, memória. Esse abrir de memória. Sim, sim. Aí que cảm giác năm đấy nó bình yên đến vô tận đấy mọi người. Cũng là một cái cảm giác, một cái phóng cảnh nó hữu tình. Đấy. Senta aqui. É, pensa muita coisa. Relaxa, eu também, às vezes, quando não tem ninguém. No banho do Portugal? É. Sim, quando tem sobrar isso aí, fica bom. É. É ou não é? Essa parte aqui é o que aqui? Sim, não. Capunda? Não, não, onde está a chover. Ah, onde está a chover? Capunda. Capunda. Sim, aqui tem... Onde está lá a minha família também. Ah, é? É, isso. Nada. Esse lado de viu? Lado de viu, já está caiu já. Não, desvia aqui. Aonde? Não, devia lá. Não é andar aqui depois vai lá do caminho lá, é, não é de, do devil? É na comuna da Capunda, para Chicoatique, o município é Espia. Não, não é. É, aqui é. Desvia aqui, aqui é que bom. Natal aqui, Natal, aqui vai ter vida, Natal. Esse aqui, daí tá aqui, depois chuva caiu, mas vai ver o que apanhar, que ele dura do lado da mãe, vai virar.
Dạ vâng đấy. Một cái phong cảnh đúng cực kỳ hữu tình luôn nha mọi người. Đúng là nó đẹp giản dị đến cái vẻ đơn sơ mộc mạc của Angola nha các bạn. Ui giời. Quán đồ đồ SC Angola yêu Jago Tado Đồng Mì chưa? Nói ra bùng, nói chung ra mặt đấy các bạn. Wow, giờ ăn xong đây cà phê xong xuôi rồi giờ mà ngủ một giấc cái đồng cơ lệ. Đỉnh luôn đấy. Các bạn đồ Đồng Mì thì ATE à mà nhá. Sì, sì, sì. Nó mới chiều mai. Descansar. Yeah. Vong 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 cà phê vong vong cà phê vong cà phê vong vong cà phê vong sim tá bom đây tá esse tá bom tá bom tu que mu é bonito tá bem muito bom tá vendo senta aqui deita aqui zira aqui desse lado tá muito bom muito bom muito bom né é muito bonito hoje nosso para chegar aqui para obrigado do mais velho sim 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 como você te faz é do nosso então aquele você bebe de nosso vai aceitar mesmo. Tá bem. Mas depende do teu saúde. Não é todo dia para andar com nosso não. Tá bem. Mas eu quero. Quero estar sempre ao vosso lado, que é para eu acompanhar o vosso trabalho, as vossas ideias. E eu também quero aprender também convosco. Quero aprender? Sim, quero aprender convosco. Ah. Yeah. E quando eu puder, vocês, quando tiverem possibilidade, podem vir me apanhar uma, duas, três vezes por semana. Eu hei de acompanhar. Ainda está muito bem. Gió mát, cabana, gió mát, rươi rươi luôn. Ui, giời, vou ngủ thật đấy. Chef Tony. Sim? Eu tenho uma coisa que eu quero falar consigo. Mais uma coisa? Sim, sim. Qual a coisa? Não, só segunda-feira, se Deus quiser, depois. É só comigo. Aí é? E você? Só os dois? Só os dois. Se Deus quiser, se a gente chegar lá segunda-feira, eu vou te procurar, que é para... Tenho algo para conversar consigo. Chuva caiu! Tá a vir. Então, segunda-feira, né? Sim, segunda-feira. Mas só nós dois. Só dois? Só. Ah, bác bảo nó có chuyện muốn nói mình mới thứ hai. Chỉ có hai người thôi. Sim, ấy được. Bố đu phim á? Sim, sim, sim. Bố đưa thì phải giải phim á? Pode sim. Bố đưa nè? Pode sim. Então tem que aparecer ele também? Também, não tem problemas. Mas eu quero falar consigo. Do filho do sopa também não? Não, não, não. Não? Não, não, só a gente dois. Ah, bác bảo có chuyện muốn nói mình là chỉ hai người thôi. Mình bảo có được quay phim không? Bác bảo là được quay. Là theo em cameraman là được ba người đấy các bạn. Thì cái câu chuyện gì thì mình cũng chưa rõ. Thì để thứ hai đi. Thứ hai thì mình sẽ đến hoặc là như nào đấy thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Đấy cái một cái câu hỏi cũng bí mật đấy, mình cũng chưa biết là bạn đang suy nghĩ và nói cái vấn đề gì nữa các bạn. Có là coisa então tá vê que se tá tudo assim. Não, não assusta. À. Não, não vai assustar, mas eu quero falar consigo pessoalmente. Só nós os dois. Yeah. Mas, tá não, mas não é para assustar. Ah, tá bom. Segunda-feira, se Deus quiser, é de aparecer para a gente conversar os dois. Ok, tá bem, não tem problema. Tá bem. Então, a partir de hoje, sim, 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 eu vou andar junto com o nosso já? A partir de hoje, é de estar sempre convosco. Vamos estar sempre juntos. Nosso de grupo, né? Sim, sim, sim. Agora sim. Do vietnamita, né? Sim, agora vou virar vietnamita. Assim tá bom, né? Tá bom. Sim. Ok, bạn, ngày hôm nay là một ngày rất là vui khi bác, anh em mình đến gửi lời cảm ơn tới bác và cùng... Để sắp xếp có những cái món quà ý nghĩa. Nhưng mà bác hôm nay bác cũng nói là tôi không phải là cho đi để là tôi nhận lại những cái gì đến từ các cháu đâu. Đấy, hôm nay mình đưa cà phê bác đấy. Đấy, vừa mới nói xong là đưa cà phê ngay. Nhưng mà bác thích cà phê thì trước mặt thì anh em mình cũng để từ từ để cho bác gọi là những cái gì bác tặng thì anh em mình sẽ luôn ghi nhớ. Những cái gì mà bác đã hỗ trợ anh em mình cũng như là người dân bản làng thì anh em mình sẽ là có một cái phần quà xứng đáng dành cho bác chủ đất cho bạn. Một người Bồ Đào Nha nhưng mà rất là tốt bụng. Thôi thì bác cũng là bảo là đi, muốn đi với anh em mình nhưng mà phải đồng ý thì bác mới vui, mà không đồng ý thì bác buồn. Và anh em mình cũng là lựa chọn là đồng ý, nhưng mà đi về mà anh em mình hết thì chỉ có một lúc nào tặng cái gì đấy các bạn. Anh em mình cũng nói thẳng luôn là tặng cái gì thì anh em mình mới gọi bác đi. Chứ còn không đi làm nông nghiệp với các thứ thì anh em mình không để bác đi đâu các bạn. Vì là bác cũng tuổi già, tuổi cao rồi. Với lại là đi nông nghiệp thì nó mệt mỏi vì ở ngoài trời gió các thứ. Đây là khi mưa, là lúc thì mưa, lúc thì nặng đấy các bạn. Rất là gặp nhiều cái vấn đề về sức khỏe của bác. Cho nên anh em mình cũng sẽ lựa chọn ra những cái ngày là tốt nhất. Gọi là đi phát tặng gạo hay là
rằng cái gì của nhà hào tâm người Việt Nam gửi tới người dân bản thì anh em mình sẽ là mời bác đi, còn lại thì để bác ở nhà nghỉ ngơi, để chúng là nói thế để cho bác động viên cái tinh thần của bác, để đời bác phải hụt hẫng đấy các bạn. Thôi thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ bản làng miền núi Châu Phi cho các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Em vừa đồng ý.